Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là pin của Sony X1 Plus với tên mã là LIB1653RBC, dung lượng pin 3580mAh. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin, pin cho Sony X1 Plus dùng nhanh hết, dùng lúc được lúc không. Pin báo đầy nhưng dùng thì bị sập, khởi động lên, khởi động xuống. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu phần pin của Sony X1 Plus đã lỗi, hỏng, cần phải thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn linh kiện thay thế nhanh chính xác cho quý vị các bạn. Những khách hàng ở xa không được quyền đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship pin Sony X1 Plus đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video về di động cao cấp.vn. Chỉ cung cấp linh phụ kiện để sửa Sony X1 Plus, thay mới pin cho Sony X1 Plus.